nhận mình thông minh, không giấu là đói rồi. Có thùng mì gói thì cú đói cũng đỡ. Ủa, trống trơn vậy? Trời ơi, không còn được một cọng. Thằng này nó đảng hậu thiệt mà, dám chơi trên cha của nó. Thiệt là không có ngờ có một ngày mình thê lương như bữa nay. Đường cùng như vậy mà mày còn nói không thê lương là sao? Chưa có tới đường cùng đâu, sắp sửa tới luôn rồi. Ba suy nghĩ đi, hồi nãy con hả đi ra ngoài ngoài đường á, con gặp ông Sáu Râu. Ông chỉ cho mặt con ông đấy, ba mày giật hụi tao một năm nay không trả rồi. Bây giờ mày về mày thông báo với ba mày, tao sẽ qua tao đốt nhà ba mày. Trời ơi, tụi mày trả lời sao? Con mới nói bây giờ chú muốn đốt cứ tự nhiên qua đốt, khỏi cần thông báo. Sao mày nói chuyện vậy? Bây giờ con thấy cái nhà này không phải là nhà của mình. Ngày xưa nó là nhà của mình và bây giờ ba tiễn nó đi bằng số đề rồi. Bây giờ người khác làm chủ rồi, bây giờ là quyết định là cho người ta, cho mình mướn. Bây giờ muốn đốt là đốt nhà người ta, không phải đốt nhà mình. Vô tư. Mày nói tao mới nhớ. Đúng là ông trời ông có mắt mà. Trời ơi, tôi ăn ở nhân đức như vậy nè mà bắt tôi nghèo hoài à. Người ta nhà nghèo rớt mùng tơi, còn nhà của tôi á không có cái mùng tơi mà rớt. Khi tôi sinh ra mang được hai tiếng tôi. Bà nín đi, ba không có quyền hát bài này. Bởi vì ba sinh ra không phải là con nhà nghèo, ba sinh ra là con nhà giàu. Ngày xưa ông nội để biết bao nhiêu tiền của lại vì số đề cờ bạc mà đi hết ra ngoài đường rồi, con mới có quyền hát bài này. Con sinh ra là con nhà nghèo luôn, trắng tay luôn. Ê, không có hổ nha mày.